Sau khi mở bán thành công hàng loạt các dự án đất nền cũng tại Đức Hòa, Long An, giáp ranh với phía Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, thì vào ngày 9 tháng 10 vừa qua, công ty địa ốc Cát Tường đã tiếp tục công bố mở bán tiếp phố thương mại Hưng Phát thuộc giai đoạn 1 dự án khu đô thị thương mại dịch vụ và du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Lần này thì chủ đầu tư tăng gấp đôi số lượng bán, nhưng 100% lượng nền đất và nhà phố đã được đăng ký mua hết chỉ trong buổi sáng. Dự án phố thương mại Hưng Phát thuộc giai đoạn 1 dự án khu đô thị thương mại dịch vụ và du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh do công ty địa ốc Cát Tường Đức Hòa làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 79 ha được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 hơn 41 ha, một nửa quy hoạch đất thổ cư và dành đến 15 ha làm khu du lịch sinh thái. Tổng vốn đầu tư khoảng 47 triệu đô la Mỹ. Mật độ xây dựng khoảng 40%, còn lại 60% là hồ sinh thái, công viên cây xanh và các công trình công cộng phục vụ cư dân. Dự án triển khai tại huyện Đức Hòa, Long An, mặt tiền tỉnh lộ 9, trung tâm đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong vành đai quy hoạch 7.000 ha đất khu công nghiệp và làng đại học, giáp ranh Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Những đợt mở bán trước thì chúng tôi đang làm hạ tầng, còn riêng đợt này thì chúng tôi đã hoàn thiện được hết hạ tầng của giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 của đợt 1. Chúng tôi mở bán ở cái đợt 4 này trên 300 sản phẩm thì cái lượng đặt chỗ đã gấp đôi. Khu phố thương mại Hưng Phát nằm ngay vị trí nổi bật ven bờ sông, tận hưởng không khí xanh mát trong lành. Phố thương mại gồm những căn biệt thự đơn lập, song lập sang trọng. Những ngôi nhà phố có diện tích nhỏ được thiết kế thanh lịch hiện đại, phù hợp với các gia đình một thế hệ và các bạn trẻ thích tự do. Những căn có diện tích lớn hơn được thiết kế và bố trí tận dụng mọi không gian là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình nhiều thế hệ hoặc các gia đình muốn kết hợp kinh doanh ngay tại nhà. Giao thông kết nối dễ dàng với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chỉ 25 phút đi xe đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, 35 phút đến chợ Bến Thành. Trong vòng bán kính 3 km có đầy đủ các tiện ích như trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học các cấp, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, ngân hàng, v.v.